Nhân dịp đảng mừng xuân mới xuân Đinh Dậu năm 2017, tôi Kiều Thanh Quyến hiện đang là kỹ thuật viên làm việc tại tòa nhà Hanico, xin gửi lời chúc tới ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể anh chị em nhân viên đang làm việc tại công ty khai thác và quản lý tòa nhà PMC một năm mới an khang thịnh vượng. Trong năm vừa rồi, tôi đã được tham gia lớp đào tạo về quy trình vận hành hệ thống điều hòa tại tòa nhà và tham gia lớp hoạt động về Kaizen do công ty tổ chức. Sang năm mới, tôi cũng mong muốn công ty tổ chức thêm lớp đào tạo về kỹ năng chuyên môn nghề, kỹ năng giao tiếp nhằm giúp cho trình độ chuyên môn của nhân viên trong công ty được nâng cao hơn. Cuối cùng, tôi cũng có lời chúc sức khỏe tới gia đình tôi, bao gồm ông bà, bố mẹ, vợ, anh chị em trong gia đình cùng con cái trong gia đình được mạnh khỏe và an khang thịnh vượng hơn trong năm cũ, gặp nhiều thành công hơn trong năm mới. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Chúc công ty PMC của chúng ta sang năm mới ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn.